Lượt tiếp cận tự nhiên nó đã không còn nữa. Facebook đang bóp một cách kinh khủng, TikTok đang bóp một cách kinh khủng, YouTube đang bóp một cách kinh khủng. Rất là nhiều người đã chia sẻ với Linh cái điều đó. Nhưng thực tế thì như anh chị chúng ta đã thấy, những cái video của Linh vẫn có hàng triệu lượt xem, thậm chí là những cái video hàng chục triệu lượt xem. Và cái kênh của Linh nó tăng trưởng một cách chóng mặt. Và trong thời gian 2 tháng gần đây nhất, đó là Linh đã xây dựng cho kênh của vợ Linh, đó là đạt đến 2,9 triệu lượt follow chỉ trong vòng 2 tháng, và lên đến 99% số lượng video đạt trên 1 triệu lượt xem. Vậy thì cái bí mật đằng sau đó là gì ạ? Đó chính là những cái kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Bí mật đằng sau để có được những điều đó chính là kịch bản. Vậy thì làm thế nào để chúng ta tạo ra được những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower ở đây? Thì đó là chúng ta hãy click vào cái đường link bên dưới để chúng ta mời Linh một bữa ăn trưa. Hãy mời Linh một bữa ăn trưa, Linh sẽ tặng lại chúng ta 5 ngày học để chúng ta có được hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower ở trên mạng xã hội như Facebook, YouTube và TikTok. Và ngay cả trước đây chúng ta chưa biết cách làm video, chúng ta chưa biết cách dựng video, thì chúng ta vẫn có thể đăng ký để chúng ta tham dự cái chương trình này, và chúng ta hãy mời lên một bữa ăn trưa. Và số lượng chương trình này Linh chỉ có làm tối đa được 1.000 người, nên chúng ta cần phải đăng ký ngay và chúng ta chuyển khoản nhanh. Chúng ta cần phải đăng ký thật nhanh và chúng ta chuyển khoản nhanh để chúng ta sở hữu được cái tấm vé để chúng ta tham dự cái chương trình, để chúng ta có được những kịch bản, những cái video hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower, và chúng ta sẽ mở rộng cái lượt tiếp cận chúng ta. Bởi vì điều đó nó vẫn đang xảy ra, vẫn đang có hàng ngàn người đã tạo được cái điều đó và đang chờ đến lượt bạn khám phá chương trình này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở chương trình này nhé.